đến cái phần thứ hai là cái phần mà tôi xin báo cáo là cái phần thở máy không xâm nhập trong thực hành lâm sàng. Về đại cương thì chúng ta biết là cái theo định nghĩa thở máy không xâm nhập là phương thức thông khí hỗ trợ qua mặt nạ mũi hoặc miệng. Thì trước đây thường ngay chúng ta hay sử dụng qua mặt nạ là tức là cái mát mát mũi hoặc mát miệng, nhưng bây giờ có thể có thêm cái phương thức khác như là thở qua canin mũi chẳng hạn, như là HNC, đấy là một cũng là một cái phương thức thở không xâm nhập, nhưng mà cái thông qua cái canin mũi. Về lịch sử của cái thở mà không xâm nhập thì đầu tiên thì năm 1852 bác sĩ John người Scotland đã đưa ra một cái máy thở là máy thở đi thùng, và đến năm 1920 và từ năm 1920 đến năm 1950 thì khi mà dịch bại liệt nó hoành hành thì lúc đấy tất cả bệnh nhân, rất nhiều bệnh nhân đặc biệt là trẻ em bị liệt cơ hấp, vậy thì làm thế nào để hỗ trợ hấp cho bệnh nhân, thì lúc này thì cái máy thở áp lực âm hay là gọi là máy thở phổi sắt sử dụng rộng rãi, thì lúc này nó cũng là không xâm nhập nhưng nó phải qua mặt nạ mũi miệng, mà lúc đấy là qua cái phổi thép, tức là nó nhiều thùng, và nó về mặt cơ chế của nó cũng gần như tương đương cả sinh lý hấp của người bình thường. Thì đến năm 1907 thì tất cả John Hahn Drager thì đã giới thiệu một thiết bị để thở thông khí áp lực dương có tên gọi là pulmotor. Thì thiết bị này có thể cung cấp oxy vào phổi bệnh nhân và máy sẽ ngừng lại và phổi tự đẩy ra khi đạt được áp suất cần thiết, và đã được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và châu Mỹ vào cuối năm 1940. Và năm 1973 có cái tai nạn rơi máy bay Boeing ở Pháp làm 125 người chết và 3 người sống sót bị suy hấp do giảm oxy máu do vì hít phải khí độc của các chất như là ghế nhất thì nó bị cháy, thì là hít phải khí độc và suy hấp thì giảm oxy máu. Thì bác sĩ Bosniak, George Bosniak đã dùng một cái bao ni lông chùm kín đầu và cho thở với dòng khí có áp lực lớn hơn áp lực khí quyển. Thì lúc này gọi là thở thông khí thở áp lực dương đường thở liên tục ra đời. Và đến năm 1980 thì SPAP đã được sử dụng điều trị suy hấp ở bệnh nhân khó thở lúc ngủ, và sau đó được sử dụng rộng rãi với nhiều nguyên nhân suy hấp khác nhau. Chúng ta thấy thì cái tùy từng cái hoàn cảnh mà có cái phương thức thở có nhà không xâm nhập đã được áp dụng từ lâu rồi, nhưng để mà hỗ trợ hiệu quả hơn thì nó cần có những cái thiết bị hỗ trợ tăng cường để làm cho cái hiệu quả nó tăng lên. Đây là cái hình mà mô tả cái thở coi nhà qua cái túi mà trùng kín đầu và một oxy đi vào một đường khí thoát ra. Và đây là cái hình mát thở mà bằng phương pháp dụng cụ Bosniak. Đây là cái mát thở trùng đầu, và sau này thì đã thiết kế ra cái máy ở cái mát thở gọi là mát thở trùng đầu gọi là Hemlich. Còn đây là cái về cấu tạo của cái máy thở không xâm nhập, thì bên trái thì là máy thở với lớp âm, tức là máy thở gọi là phổi thép hình thùng, tức là nó làm cho cái thành ngực nó di động theo cái tạo thành âm ở ngoài cái thành ngực, do lúc này là hô hấp được tạo ra như là cái sinh lý của người bình thường. Còn ở bên phải là máy thở áp âm, tức là máy thở tạo ra lớp dương đẩy qua cái mát thở vào phổi bệnh nhân ở chu kỳ thở vào. Và đây là cái mô hình của máy thở có nhà phổi thép hay là máy thở hình thùng trong cái đại dịch năm 1928. Và cái hình bên phải là cái máy thở thiết bị thông khí áp lực dương có cái tòa pulmotor của Drager. Và đây là một cái bệnh nhân mà coi nhà bị liệt cơ hấp do bại liệt từ năm 11 tuổi, và bệnh nhân đã được thở máy hình thùng thở máy phổi thép này cho đến năm mất năm 1972 năm 72 tuổi, chứng tỏ là cái phổi thép này nó tạo ra một cái sinh lý hấp bình thường cho bệnh nhân ở những bệnh nhân mà chỉ có yếu cơ hấp không thôi. Gần đây thì đến nay thì các thiết bị hỗ trợ về thở không nhập áp lực dương nó càng ngày càng tùy từng theo mức độ và nhu cầu sử dụng của mỗi bệnh nhân khác nhau, thì đã có những cái thiết bị nó khác nhau như máy thở chuyên về không xâm nhập,
Đây là cái máy thở Bipap Vision, mà Bipap Vision này là đã được sử dụng ở trung tâm hồi sức tích cực từ những năm 1998. Còn máy thở và nhà V60 của Philips, và đây là cái máy thở cũng là máy thở không xâm nhập spat cho bệnh nhân mà thở máy tại nhà, hoặc là đây là cái máy thở mà gọi là HMC, thở không nhập bây giờ là lưu oxy lưu lượng cao. Và tuy nhiên những cái máy thở hiện đại gần đây thì người ta cũng đã kết hợp giữa thì thở không xâm nhập và thở xâm nhập. Chúng ta thấy thì những bệnh trước đây là bệnh nhân thở xâm nhập, nếu mà cần thở không xâm nhập thì lại phải thay máy khác, nhưng bây giờ người ta sẽ kết hợp cả bệnh nhân vào có thể đầu tiên thở không xâm nhập, sau đấy bệnh nhân không cải thiện với nhập thì bệnh nhân được đặt nội quản và tiến hành thở xâm nhập, và khi bệnh nhân cai thở máy và rút ống nội quản thì có thể cần thiết phải thở không xâm nhập hỗ trợ để tránh tình trạng đặt lại ống nội quản. Và những cái máy thở hiện nay thường là máy thở kết hợp cả hai chức năng vừa không xâm nhập vừa xâm nhập, và những máy thở này là những máy thở loại hai dây thở. Về cái mát thở thì chúng ta biết là cái mát mà để thở không xâm nhập thì nó có mấy loại mát. Một là cái mát mà chúng ta hay sử dụng là mát chỉ là mũi, đây là cái mát mũi. Cái thứ hai là mát mũi miệng, tức là chụp được cả mũi miệng ở cho những bệnh nhân mà gì có cái tổn có bệnh nhân mà những bệnh nhân mà không thể đảm bảo kín miệng khi mà sử dụng mát mũi, và đây là mát mũi miệng. Và trên cái mát mũi, trên cái mát này, kể cả mát mũi hay mát mũi miệng này, chúng ta chú ý nó sẽ có hai cái thiết kế khác nhau. Một là cái mát mà sử dụng cho cái loại máy thở dùng một dây thì thường nó hay kết hợp với cả gì có lỗ thoát khí ở ngay trên cái mát này. Đấy. Còn cái mát mà thường do bệnh nhân sử dụng loại hai dây hay những cái máy mà có van thở ra, có van thở ra thì nó sử dụng cái mát mà kín. Cho chúng ta khi mà chúng ta chọn cái mát thì chúng ta phải biết được là cái bệnh nhân thở cái loại máy một dây có van thở ra không. Nếu mà máy một dây mà có van thở ra chúng ta phải sử dụng mát kín. Còn nếu máy một dây mà không có van thở ra hoặc sử dụng máy hai dây thở thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng mát kín. Còn nếu máy một dây mà không có van thở ra thì chúng ta phải để cho cái lỗ thoát khí. Còn đây là cái máy thở mà không van thở ra, thì khi chúng ta không có van thở ra chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái mát mà có cái lỗ thoát khí ở trên cái mát này. Còn đây là cái máy thở mà có van thở ra ở ngay đầu cái đầu nối của cái dây thì chúng ta có thể sử dụng mát kín, chúng ta bắt buộc phải sử dụng mát kín cho bệnh nhân. Đấy là những cái chú ý chúng ta phải cần chú ý khi mà sử dụng những cái chọn lựa cái mát này, chọn lựa cái máy thở như nào cho nó phù hợp, và chọn lựa cái cỡ mát như nào cho thích hợp. Về tác dụng của cái thở không xâm nhập thì cũng giống như tác dụng của thở thông khí nhân tạo với áp lực dương xâm nhập, thì áp lực dương sẽ làm tăng cái dung tích, tăng cái dung cảm chức năng, còn trong cái thở máy gọi là tăng thể tích khí còn lại trong phổi thì nó sẽ làm mở các phế nang bị xẹp và giảm cái sân phổi và tăng tỷ lệ thông khí tới máu, do đó cải thiện được trao đổi khí và giảm công hấp bệnh nhân. Cái hai là cải thiện chức năng của thất trái, khi mà thông khí gặp áp lực dương không xâm nhập thì làm giảm tiền gánh do các áp lực dương trong lồng ngực và làm lượng máu trở về tim phải. Cái ba là có thể không cần phải đặt nội quản hay mở khí quản, bệnh nhân sẽ dễ chịu hơn và giảm nguy cơ các biến chứng của thở máy qua ống nội quản và mở khí quản. Cái tư là khi thở không nhập thì nó đơn giản hiệu quả và chi phí thấp, do đó dễ sử dụng trong bệnh viện, và có thể những cái bệnh nhân có thể thở máy không nhập tại nhà, do đó cải thiện được chất lượng sống cho bệnh nhân. Và nó cái hạn chế của cái thở không nhập này thì bệnh nhân khó chịu lúc bắt đầu sử dụng, bởi vì bệnh nhân luôn luôn cảm thấy gì ngạt thở, bởi vì luôn luôn có cái dòng khí đi vào cho bệnh nhân và bệnh nhân cảm nhận được qua mũi hoặc qua mũi miệng cái cảm giác ngạt thở, do đó chúng ta cần phải theo sát và chúng ta cần phải giải thích cho bệnh nhân trong quá trình thở không nhập, đặc biệt là những bệnh nhân mới bắt đầu thở không nhập. Về các chỉ định của thở không xâm nhập thì theo khuyến cáo của các guideline ở trên thế giới, đặc biệt là cái guideline mới của các bác sĩ Ấn Độ mà người ta đã tổng kết một các cái nghiên cứu ở trên thế giới về thở không nhập
và đưa ra gai năm 2020, thì chúng ta thấy người ta phân ra làm gì? Cái suy hấp mà do có tăng số 2 cấp và suy hấp do giảm suy máu cấp và một số những trường hợp đặc biệt khác. Như đặc biệt người ta hay sử dụng trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản thì người ta còn đang đánh dấu hỏi là nó không rõ ràng về mấy bằng chứng của cái có hiệu quả tốt cho bệnh nhân hen phế quản. Viêm phế quản mãn hoặc là những cái bệnh lý mà béo phì hoặc là giảm theo cái hội chứng giảm chức năng do béo phì cấp, hoặc là những bệnh lý về thần kinh, bệnh lý về coi như là dị dạng thành ngực. Còn những bệnh nhân mà suy giảm suy hấp mà có giảm oxy máu thì những bệnh lý như là phù phổi cấp, ARS, viêm phổi, hoặc những bệnh lý mà cái bệnh nhân mà có cái suy giảm miễn dịch, viêm phổi mà có suy giảm miễn dịch. Còn những nguyên nhân đặc biệt khác, những tình trạng đặc biệt khác như là có thể sau tình trạng sau khi mà chúng ta rút nội quản, bệnh nhân có tình trạng có suy hấp mà chúng ta có thể hỗ trợ không nhập cho bệnh nhân để hạn chế được cái tình trạng đặt lại nội quản cho bệnh nhân. Và trong quá trình cai thở máy, trước khi mà chúng ta phẫu thuật hoặc là trong những đơn vị mà có chăm sóc giảm nhẹ hạn những bệnh nhân mà có tổn thương phổi như là ung thư phổi hay là cái mình không thể mình có thể chăm sóc nhẹ khi bệnh nhân có biểu hiện khó thở thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thở không nhập cho bệnh nhân, hoặc có trong trường hợp bệnh nhân có chấn thương ngực thì chúng ta có thể sử dụng cái thở không xâm nhập cho bệnh nhân để hạn chế cái biến chứng do đặt nội quản gây ra. Và cái quá trình mà chúng ta trong quá trình làm thở không nhập cho những cái trường hợp chúng ta làm các thuật chẳng như là chúng ta trước khi đặt nội quản cho bệnh nhân thì chúng ta có thể cho thở không nhập, hay là chúng ta trước khi nội soi phế quản nhân và bệnh nhân thì chúng ta có thể thở không nhập cho bệnh nhân sau rồi chúng ta tiến hành đặt nội quản bệnh nhân. Đấy là những cái trong quá trình làm các thủ thuật. Về các phương thức thở không nhập thì chúng ta thấy thì có hai phương thức chủ yếu là phương thức thở SPAT, tức là thông khí nạo vét dương, đường thở dương liên tục, thì là bệnh nhân tự thở trên nền máy móc được đường thở được giữ hàng định dương liên tục qua mỗi chu kỳ thở và luôn có dòng khí có tốc độ lớn hơn nhu cầu về dòng của nhân. Đây là cái sơ đồ, đây là cái đồ thị về coi nhà thở, phương thức thở SPAT. Còn về phương thức thở bypass thì là bệnh nhân tự thở với áp lực cực dương đường thở hai mức qua mỗi chu kỳ thở, thì thở vào thì áp lực dương tức là IPAP luôn cao hơn áp lực thì thở ra tức là IPAP. Đây là cái đồ thị mà biểu diễn của cái thở mốt thở bypass. Hai cái mốt thở này chúng ta thấy thì trong cái phương thức thở trong cái thở máy xâm nhập thì cũng có hai phương thức này, về bản chất nó nhau, nó chỉ thở qua ống nội quản hay thở qua mắt mũi miệng. Về chỉ định của cái phương thức thở SPAT thì nhất là khi bệnh nhân vẫn bị thiếu oxy mặc dù đã được can thiệp y tế, tức là cho khi mà chúng cho khi mà chúng ta cho bệnh nhân thở oxy qua gọng kính, qua oxy mát hoặc mát túi mà bệnh nhân vẫn không đảm bảo được oxy máu thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thở SPAT. Hai là những bệnh nhân có xẹp một phần phổi hoặc một thùy phổi, bệnh nhân có giảm oxy máu một phần hoặc là không, nhưng bệnh nhân có xẹp thì chúng ta cho thở để làm sao mở các phế nang bị xẹp ra. Gãy xương sườn để ổn định các vết gãy và ngăn ngừa tổn thương phổi. Đặc biệt chúng ta chú ý là thở không nhập này chỉ chú ý ở những bệnh nhân mà không có màng sườn di động. Nếu có màng sườn di động thì chúng ta phải chú ý là nguy cơ thì chấn thương nhu mô phổi có thể gây tràn máu màng phổi hoặc tràn khí phổi. Về suy hấp có giảm suy máu, một số viêm phổi suy hấp có giảm suy máu hoặc là suy tim sung huyết, phù phổi do tim, ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn, viêm phổi là biện pháp tạm thời trước khi thông khí xâm lấn, đặt nội quản nếu tình trạng nhân không cải thiện. Nếu mà trong trường hợp bệnh nhân viêm phổi mà có giảm suy máu thì chúng ta cho thở không xâm nhập, sau đó chúng ta phải theo dõi xem bệnh nhân có đáp ứng không, có cải thiện tình trạng oxy máu không. Nếu không phải cải thiện thì chúng ta bắt buộc phải đặt nội quản cho bệnh nhân và thông khí tạo xâm nhập. Và thở smart spat qua mũi hay là như kiểu cái thở hai phần xe thì thường được phổ biến hơn ở trẻ sinh, thì spat thì hay được sử dụng cho trẻ sinh nhiều hơn. Về cài đặt các thông số thở spat thì thứ nhất là tắt nồng độ oxy thở vào vì bệnh nhân có suy hấp, do đó chúng ta oxy thì chúng ta vẫn như là khuyến cáo của một cái thở máy chọn nhân suy hấp thông thường là thì oxy lúc đầu có thể 100%, sau đó có thể giảm dần để duy trì FiO2
trên 9 SpO2 SpO2 trên 92%. Và mức SPAT có thể 5 cm nước. Và chúng ta điều chỉnh thông số máy thở khi mà có kết quả khí máu. Trong trường hợp mà chúng ta không có kết quả khí máu tiếp theo mà chúng ta có kết quả lúc đầu thì chúng ta không, bệnh nhân không có tăng xoay mà bệnh nhân chỉ có giảm xi máu thôi, thì chúng ta có thể dựa vào SpO2 chúng ta theo dõi điều chỉnh nồng độ oxy thở vào. Nếu mà trong trường hợp mà SpO2 máu giảm hoặc là PO2 máu giảm thì chúng ta có thể tăng dần mức SPAT ban đầu mỗi 1 cm sao cho người bệnh dễ chịu nhất và có thể tăng mức SPAT tối đa là 10 cm nước. Tuy nhiên chúng ta phải tìm mức SPAT tối ưu với SpO2 mà dưới 5% mà vẫn đảm bảo SpO2 bệnh nhân trên 2% và bệnh nhân có huyết áp ổn định. Thế là cái điều chỉnh mà mức thở SPAT thì nó rất đơn giản, nó không gì. Về chỉ định với phương thức thở bypass thì nhất là xuất có tăng xoay máu, đợt nhiễm toan của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng công gây xuất, ví dụ như tăng xoay mà tăng xoay trong khí máu động mạch, mệt mỏi hoặc rối loạn thần kinh cơ và sau rút quản. Tại sao những cái bypass người ta hay chỉ định cho những bệnh nhân có suy hấp mà lại có tăng xoay máu? Thì vì nó hỗ trợ một phần cái áp lực đẩy vào, nó làm cho gì? Cái thể tích khí lưu thông tăng lên. Chính vì thể tích khí lưu thông tăng lên sẽ dẫn đến thì cái thông khí nam được tăng lên và sẽ làm tăng đào thải CO2 bệnh nhân. Vậy chúng ta nghĩ là nếu bệnh nhân mà có suy hấp mà có tăng số 2 thì chúng ta nên sử dụng mốt thở bypass. Còn nếu mà bệnh nhân chỉ có giảm oxy máu không thôi thì chúng ta có thể sử dụng mốt SPAT. Về cài đặt thông số thở bypass thì lúc đầu chúng ta cũng oxy 100%, sau đó giảm dần để duy trì cái SpO2 máu hay PO2 máu trên 92%. Và iPad lúc đầu đặt có thể từ 8 đến 12 cm nước và iPad đặt có thể từ 0 đến 5 cm nước, nhưng thường là 5 cm nước. Và cái chênh lệch giữa áp lực đẩy vào và áp lực cuối thể ra, tức là iPad, là áp lực hỗ trợ cho mỗi một cái chu, mỗi một nhịp thở vào của bệnh nhân. Và áp lực này có thể nên duy trì khoảng đầu tiên khoảng 5 cm nước, sau đấy tùy theo cái kết quả khí máu mà chúng ta quyết định điều chỉnh cái iPad hay iPad hoặc là nồng độ oxy thở vào cho nó thích hợp. Và bình thường thì bắt đầu thì iPad trên iPad là khoảng 8/3 cm nước hoặc là 10/5 cm nước, tùy theo cái tùy từng bệnh nhân mà chúng ta quyết định cài đặt nào, nhưng chúng ta bắt buộc chúng ta phải theo dõi khí máu để chúng ta quyết định điều chỉnh cái thông số cài đặt thở máy nói chung, tức là đấy là nguyên tắc của cái cho bệnh nhân thở máy. Về điều chỉnh cái thông số máy thở thì khi có kết quả khí máu, trong trường hợp bệnh nhân có tăng oxy máu thì chúng ta trong trường hợp bệnh nhân có giảm oxy máu thì chúng ta tăng SpO2 mỗi 10% để đạt được cái SpO2 mà chúng ta theo dõi qua cái kẹp tay trên 92%. Cái hai là chúng ta có thể tăng cái iPad và iPad mỗi lần 200 nước và có thể tăng iPad đến 20 cm nước và iPad tăng lên 10 đến 12 nước tùy theo cái iPad tăng hay là iPad tăng, mình ta quyết định là gì? Cái nồng độ CO2 máu của nhân bao nhiêu nữa để ta quyết định là nên tăng phần nào cho nó thích hợp. Trong trường hợp mà PO2 máu tăng thì chúng ta giảm SpO2 mỗi 10% để đạt được SpO2 trên 92%. Và trong trường hợp PaCO2 máu tăng, tức là lúc này có thể pH bắt đầu có thể toan hấp tăng lên thì chúng ta bắt buộc phải tăng iPad lên và có thể tăng iPad lên để mỗi lần 200 mét để có thể tăng được iPad đến 20 mét nước và cái iPad có thể tăng đến 10 đến 12 cm nước. Và để làm sao được thì cái VTE mà máy đo được đạt được cái ngưỡng mà chúng ta mong muốn cho bệnh nhân, tức là đảm bảo thông khí cho bệnh nhân. Cái PO2 máu giảm khi mà pH, tức là có tình trạng tăng thông khí, khi pH máu trên 7,45 thì chúng ta giảm iPad và có thể giảm iPad và mỗi lần cũng 200 ml nước. Và chúng ta thấy gì? Đây là cái khuyến cáo chung, nhưng mà đối với một cá thể bệnh nhân, chúng ta cá thể riêng chúng ta phải dựa vào cái tình trạng nhân, chúng ta phải tăng giảm mức độ có thể thấp hơn, có thể mỗi lần chỉ 1 cm nước thôi chứ không phải 2.
chứ không phải cứ bảo dạy các bác cứ bảo hai tôi chỉ hai thôi, nhưng mà không phải chúng ta phải xem lúc đấy thì VTE về nhân đạt được bao nhiêu để đảm bảo duy trì pH, duy trì pH xoay máu. Cái thứ hai là gì? Tần số thở bệnh nhân bao nhiêu? Tần số thở lúc đấy bệnh nhân khi mà đảm bảo được cái thông khí phút của bệnh nhân thì tần số thở bệnh nhân sẽ chậm lại. Chứ nếu mà tần số thở vẫn nhanh để đảm bảo những phút thì chứng tỏ thì cái VT à cái áp lực hỗ trợ kia vẫn chưa đảm bảo. Đó, trong theo dõi cái thở máy nói chung hỗ trợ trong thở máy mà ca thở máy hoặc thở máy hỗ trợ nói chung chúng ta chú ý là gì? Cái VT mà đạt được của bệnh nhân là bao nhiêu và tần số thở mà máy có thể đếm được là bao nhiêu hay là chúng ta đếm được bao nhiêu. Nếu mà nó nằm trong giá trị bình thường chúng ta các thông số đấy đạt yêu cầu hỗ trợ bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ cảm thấy thoải mái. Về các biến chứng của thở không nhập, thứ nhất là dò khí quá nhiều, đấy là cái biến chứng này rất hay gặp. Bởi vì khi chúng ta chọn cái kích cỡ mát không phù hợp bệnh nhân nhỏ thì chúng ta chọn kích cỡ mát to, nó dẫn đến thì nó sẽ hở mát. Cái hai là gì? Một số cái mát thở chúng ta chọn không đúng chủng loại, chẳng mát thở không xâm nhập nó khác với cái mát thở mà chúng ta bóp bóng. Đã. Nếu mà chúng ta dùng cái mát thở bóp bóng, chúng ta bơm khí mà không đủ độ kín, không đủ độ căng, không đủ độ kín khi mà lắp vào nhân thì sẽ dẫn hở. Cái ba là gì? Những bệnh nhân mà khi thở không xâm nhập này này, mà bệnh nhân có xông thì xông cho ăn, thì cái xông cho ăn nó sẽ làm thì tạo ra cái lỗ hở giữa mặt bệnh nhân và cái mát, do đó cái khí nó thoát qua đấy. Do đó chúng ta phải chú ý là gì? Xem bệnh nhân khi mà chúng ta cho thở không nhập thì cái có hiện tượng rò rỉ dòng khí quá nhiều hay không, và cái máy nó sẽ tính được chúng ta thì là cái độ cái tốc độ rò rỉ dòng khí là bao nhiêu lít phút. Nếu mà rò rỉ quá nhiều chúng ta phải kiểm tra lại cái mát thở phù hợp. Cái hai là gì? Chướng bụng thì chúng ta phải kiểm tra lại cái áp lực cài đặt nó quá lớn hay không. Nếu mà bệnh nhân thở không nhập thì thường rất hay gặp chướng bụng. Nếu áp lực đường thở áp lực chúng ta cài đặt đẩy vào quá lớn thì dẫn đến gì? Khí nó vào phổi bệnh nhân, đồng thời nó vào cả đường thực quản, nó xuống dạ dày dẫn đến bụng bệnh nhân trướng lên. Đó, nếu trong trường hợp mà bệnh nhân bụng trướng nhiều thì cái thở không nhập không đạt yêu cầu thì chúng ta bắt buộc phải thông khí tạo xâm nhập cho bệnh nhân. Cái ba là tụt huyết áp, vì chúng ta biết thì áp lực dương trong lồng ngực nó sẽ làm cho cản trở tuần hoàn trở về, thì có thể những bệnh nhân có một số bệnh nhân thiếu dịch có thể dẫn đến tụt huyết áp, thì lúc này chúng ta phải truyền dịch cho bệnh nhân. Trong trường chúng ta truyền dịch mà đạt yêu cầu rồi, bệnh nhân không có hiện tượng phù phổi hay ứ huyết ở phổi mà bệnh nhân vẫn tụt huyết áp thì chúng ta phải dùng thuốc vận mạch cho bệnh nhân. Và chấn thương lực chấn thương áp lực là gây ra tràn khí màng phổi thì bắt buộc chúng ta phải đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu và hút dẫn lưu liên tục. Vì nếu chúng ta không đặt dẫn lưu màng phổi và hút liên tục thì chúng ta sẽ đẩy áp lực dương vào, thì áp lực dương ở trong các phế nang nên sẽ thoát ra qua màng phổi làm cho tràn khí phổi tăng lên hay gọi là tràn khí spark, đó chúng ta bắt buộc dẫn lưu và hút liên tục. Cái tiếp theo của cái biến chứng của thông khí là gì? Tổn thương phổi do thở máy. Do đó bất kể máy thở gì khi mà chọn những máy thì chúng ta phải chú ý là phải bao giờ chúng ta phải cai được máy thở cho nhân. Và cái cuối cùng là nhiễm khuẩn liên quan thở máy thì bắt buộc chúng ta để phải tuân thủ nguyên tắc vô khuẩn khi cho thực hiện các kỹ thuật nói chung cho nhân và điều trị kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi có biểu hiện bệnh nhân có nhiều nhiễm khuẩn. Một cái biến chứng mà chúng ta cũng rất hay gặp trong cái người thở máy không nhập chúng ta thì cái loét do tỳ đè, đặc biệt cái nhân loét ở cái gốc mũi này này, khi mà chúng ta chỉ cố định cái mát quá chặt vì chúng ta thấy thở chúng ta có cái dòng khí thở ra dò ra chúng ta cứ cố định ép nó chặt chặt thì thiếu máu ở cái vùng coi như là tỳ đè dẫn đến loét. Và tác giả Caron năm 2013 đã thấy thì tỷ lệ độ một loét tỳ đè độ một được ước tính là khoảng 5 đến 5% sau vài giờ và 100% sau 48 giờ. Vậy thì chúng ta để tránh tình trạng này chúng ta làm cách gì? Chúng ta phải thay đổi gì loại mát thở cho bệnh nhân. Chẳng bệnh nhân trước cứ để thở gì
thở mát mũi thì bây giờ thở mát miệng, hai là cái chất liệu mát nó phải thay đổi để làm sao, hoặc là làm sao để tránh tình trạng tỳ lề cho bệnh nhân thì mới tránh được tình trạng loét. Nếu mà chúng ta cũng cố định một chỗ trên 48 giờ thì chắc chắn sẽ gây ra tình trạng loét gốc mũi. Đây là cái tổn thương loét do để sử dụng mát. Về chống chỉ định của thở không nhập thì nhất là bệnh nhân hôn mê, tức là không bảo vệ được đường thở, do đó chúng ta phải chú ý. Cái hai là tràn kín màng phổi mà không được dẫn lưu. Cái ba là bệnh nhân có ho ra máu, mà bệnh nhân có thể ho ra máu ít nhưng số lượng khoảng 100 đến 200 thì chúng ta không nên cho bệnh nhân thở không nhập. Tại vì gì? Ho ra máu mà bệnh nhân này chảy vào phổi mà bệnh nhân không được và ra dẫn đến thì tắc xẹt máu chảy vào cái nhánh phế quản, nó gây tắc xẹt, do đó chúng ta phải chú ý cái này thì không cho nhân thở. Hoặc là nhân nôn ra máu thì nguy cơ thở không nhập nó sẽ thì đẩy cái máu ở bệnh đường tiêu hóa vào trong cái đường thở bệnh nhân, gãy xương mặt, huyết động không ổn định, ngừng tim, bệnh nhân suy hấp nặng, tăng áp lực nội sọ, phẫu thuật đường tiêu hóa trên gần đây, bệnh lao đang hoạt động và áp xe phổi. Đấy là những cái chống chỉ định của thông tin không xâm nhập. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thận trọng khi mà thở không nhập cho bệnh nhân như là khí huyết thũng, thì chúng ta phải xem bệnh nhân trong trường bệnh nhân mà có nhiều những cái kén khí hay là chúng ta phải cẩn thận làm nhân nguy cơ thì vỡ cái khí gây tràn kín màng phổi. Hai là sự hợp tác của bệnh nhân có hợp tác với cả cái thở máy khi chúng ta cho bệnh nhân thở không nhập không. Nếu bệnh nhân thở hợp tác thì chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp, nếu không chúng ta cho bệnh nhân chuyển sang thở xâm nhập. Ba là tính toàn vẹn của da ở cái vùng mặt này xem có đảm bảo không. Nếu bệnh nhân có biểu hiện xây sát da ở vùng mặt thì chúng ta không nên cho bệnh nhân thở không xâm nhập. Bốn là hiện tượng có tắc nghẽn đường thở không, bệnh nhân có gì dị vật đường thở hay thì bệnh nhân thở xâm nhập nó sẽ đẩy cái dị vật đấy đi vào sâu hơn. Khi mà bệnh nhân không có đáp ứng với thở không nhập thì những biểu hiện gì? Kích động, biểu hiện bệnh não hoặc không hợp tác, bệnh nhân nặng bao gồm nhiễm toan nặng lên khi mà pH 7,2, khi chúng ta cho thở trước đấy thì pH chẳng hạn 7,35 nhỉ, bây giờ thở pH 7,2 chính là bệnh nhân nặng lên không không đáp ứng, xuất tiết nhiều hoặc viêm phổi tăng lên, suy đa cơ quan. Trước đây bệnh nhân trước khi thở bệnh nhân chỉ có biểu hiện của cái phổi thôi, nhưng bây giờ bệnh nhân lại thêm cái khác như cái tụt huyết áp chẳng hạn, hoặc là suy thận chẳng hạn, huyết động không ổn định, không có khả năng giữ kín môi thì chúng ta phải xem gì. Nếu mà không kín môi thì chúng ta thở mát mũi miệng, còn nếu mà không đáp ứng thì chúng ta phải thở không nhập, thở xâm nhập. Không có khả năng bảo vệ đường thở, suy hấp nặng hơn chúng ta cần phải đặt nội khoảng ngay lập tức. Đấy là những cái mà cơ bản của cái thở máy không nhập. Còn về ứng dụng của thông tin thở không nhập thì một số cái guideline gần đây người ta đưa ra chi tiết hơn khi mà áp dụng với các từng cái chỉ định của cái thông khí trạng không nhâm nhập. Nhất là gì? Suy hấp có tăng CO2 máu cấp tính như là đợt cấp Suree, thì đợt cấp Suree là có toan hấp cấp hoặc cấp trên nền mã nhưng với điều kiện là pH từ 7,25 đến 7,35, thì đây là khuyến cáo 1A cho thở máy không nhập. Đối với hai là chúng ta nên thử không nhập trong toan hấp cấp khi mà pH dưới 0,25 và pH trên 4,5 trước khi bắt đầu thở máy xâm nhập, là chúng ta cho thử nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải chuẩn bị cái thở máy xâm nhập cho nhân. Khi mà pH giảm đi thì khả năng thông khí tạo xâm không xâm nhập là thất bại càng cao. Còn nếu mà thông khí tạo không xâm nhập mà không nên được áp dụng thường xuyên ở những người có CO2 bình thường hoặc tăng nhẹ mà không nhiễm toan. Đấy là những cái khuyến cáo của cái nhà đối với bệnh nhân được cấp CBD. Đấy là những rất nhiều khuyến cáo của các nhà hội bác sĩ Ấn Độ trong năm 2020 đưa ra năm công, hoặc là của bang New South Wales của Úc năm 2023, hoặc là của cái hội lồng ngực Anh năm 2016. Đấy là những cái mà khuyến cáo của các hiệp hội trên thế giới. Về đối với đợt cấp hen phế quản thì chưa có bằng chứng thuyết phục
chưa bằng chứng rõ ràng để mà khuyến cáo sử dụng thông khí gạo không nhập cho bệnh nhân được cấp do hen phế quản, kể cả các guideline của các tổ chức trên thì thấy thì chưa có bằng chứng và người ta khuyến cáo là không nên dùng cho bệnh nhân hen phế quản ở bệnh nhân, vì nó hiện tại nó chưa có bằng chứng nào là thuyết phục rõ ràng cả cho bệnh nhân hen phế quản. Đối với bệnh nhân mà có dị dạng thành ngực hay bệnh thành cơ thì có thể được sử dụng khi bệnh nhân xuất có PLC máu trên hoặc bằng 45. Tuy nhiên chúng ta phải theo dõi sát bệnh nhân, tại vì đặc biệt là những bệnh nhân mà có yếu cơ hoặc những bệnh nhân có hội chứng giảm thông khí do béo phì thì có thể được sử dụng khi bệnh nhân có tăng xoay máu cấp tính hoặc cấp tính trên nền mãn tính mức độ 3B hoặc thở máy không xâm nhập với most spat có thể được sử dụng ở người béo phì, bệnh nhân tăng xoay bị hội chứng coi như là giảm thông khí tắc nghẽn và suy tim phải trong trường hợp không nhiễm toan. Đối với bệnh nhân mà có phổi cấp do tim thì thông khí gạo không nhập nên được sử dụng cho bệnh nhân suy tim cấp hoặc phổi cấp do tim ngay từ tức là khi bệnh nhân vào cấp cứu mà bệnh nhân có biểu hiện của phổi cấp hoặc có biểu hiện của như kiểu hen tim có suy hấp hay như hen tim thì chúng ta có thể cho thở ngay tại khoa cấp cứu chứ không phải cứ phải lên nhà đơn vị hô hấp mới thở được thở hồi sức được thở. Thì đây là khuyến cáo K1B. Cả hai chế độ spat hay là bypass đều an toàn và hiệu quả ở bệnh nhân phổi cấp do tim. Tuy nhiên, bypass tức là thở máy thở mốt thở bypass thì chỉ nên được ưu tiên hơn trong phổi cấp do tim mà có kèm theo tăng xoay máu, tại vì khi có hỗ trợ áp lực thì nó sẽ tăng đào thải xoay máu thuận nhân hơn. Còn đối với bệnh nhân mà có suy hấp do thiếu oxy cấp tính thì giảm oxy cấp từ nhẹ ở giai đoạn đầu tức là với khi mà P trên S từ 200 đến 300 mm thủy ngân thì chúng ta cho thở không nhập nhưng bắt buộc phải theo dõi sát và chặt chẽ nên là khuyến cáo 2B. Còn không nên thử nghiệm ở những bệnh nhân bị suy giảm oxy máu cấp tính với tỷ lệ P trên S dưới 150 là khuyến cáo 2A rất cao. Đối với bệnh nhân chấn thương ngực thì thông khí gạo không xâm nhập có thể được sử dụng trong chấn thương ngực cùng với giảm đau thích hợp cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì cũng có thể cân nhắc thông khí gạo không xâm nhập so với oxy thông thường khi bệnh nhân có giảm dư máu với không đáp ứng oxy liệu pháp thông thường. Trong trường hợp chăm sóc nhẹ, đối với bệnh nhân mà có chăm sóc nhẹ thì có thể được giảm chứng khó thở nhân khi mà những bệnh nhân mà chẳng hạn như tổn thương phổi do ung thư nhà thì chúng ta thể bệnh nhân có suy hấp chúng ta thể thở không nhập cho nhân để giảm chăm sóc nhẹ. Đối với nhân sau mổ thì người ta khuyến cáo là nên sử dụng cho bệnh nhân suy hấp cấp sau mổ với khuyến cáo 2A, vì chúng ta biết là sau khi mổ bệnh nhân đau bệnh nhân sẽ gì hạn chế giảm cái thở nông sẽ dẫn đến gì nguy cơ xẹp cấp phế nang. Trong phẫu thuật bụng thì thông gạo không nhập có thể được sử dụng ở khuyến cáo 2A. Trong trường hợp mà phẫu thuật giảm cân thì thông khí nhân tạo có thể được sử dụng cho những bệnh nhân sau phẫu thuật giảm cân ở những người mà bệnh có suy hấp cấp hoặc là suy hấp có hoặc là có hội chứng giảm thông khí phế nang. Ở bệnh nhân phẫu thuật lồng ngực thì những phẫu thuật tim mạch sử dụng thông khí gạo không nhập được khuyến cáo sau phẫu thuật đối với suy hấp cấp tính để cải thiện oxy máu và giảm nguy cơ đặt lại nội quản cho bệnh nhân và không nên sử dụng thông khí nhân tạo cho bệnh nhân sau phẫu thuật thực quản. Tại sao chúng ta lại với bệnh nhân phẫu thuật thực quản cũng là lồng ngực nhưng mà người ta khuyến cáo không nên, vì khi dùng áp lực không xâm nhập như thế thì nó sẽ gì một là vào phổi không nói đấy là mục đích của chúng ta, hai là nó đi theo đường thực quản, khi đi theo đường thực quản sẽ vào thực quản nó làm cho gì dễ bục cái vết mổ vết nối thực quản đó, người ta khuyên cáo đối nhân phẫu thuật cắt thực quản thì chúng ta không nên sử dụng không xâm nhập mà nên sử dụng xâm nhập bệnh nhân trong việc bệnh nhân có xước
Sau ghép phổi thì có thể được sử dụng để rút ngắn thời gian cai thở máy và tránh đặt lại nội quản sau ghép phổi. Khi chúng ta thực hiện các thủ thuật như đặt nội quản, xoay phế quản hay là dầy thì thông tin nhân tạo không thể có thể được sử dụng để cung cấp oxy trước khi chúng ta làm thủ thuật đặt nội quản cho nhân để can thiệp nội soi phế quản hay nội soi dầy. Trong trường hợp mà suy hấp do giảm oxy máu sau rút nội quản thì có mà đối với bệnh nhân mà COPD mà có kế hoạch chốt ống thì chúng ta luôn luôn gì chuẩn bị cái thở thu nhập cho bệnh nhân. Và đây là những cái nguy cơ cao của bệnh nhân mà thở oxy nguy cơ cao của bệnh nhân mà phải thở không nhập cho rút ống. Đối với trường hợp mà bệnh nhân thông thường mà sau rút nội quản thì bệnh nhân có suy hấp thì chúng ta chú ý là không nên sử dụng để kiểm soát tình trạng suy hấp bệnh nhân. Vì sao? Vì trong một nghiên cứu của tác giả Ban và cộng sự thì thấy ở nghiên cứu ngẫu nhiên đa trung tâm để đánh giá cái vai trò của thông khí nhân tạo không xâm nhập ở những bệnh nhân có suy hấp sau rút động mạch quản thì thử nghiệm đã phải dừng lại sớm sau khi mà phân tích đã chỉ ra rằng có sự khác biệt trong vấn đề tỷ lệ đặt nội quản. Không những đã chỉ ra không có sự khác biệt giữa tỷ lệ đặt nội quản mà lại còn có gì có bằng chứng tăng cái tỷ lệ tử vong ở trong ICU ở bệnh nhân mà nhóm thông minh tạng so với nhóm điều trị chuẩn. Đấy. Đối chúng ta đừng có cố bệnh nhân sau rút quản rồi nhưng có suyết trở lại rồi suyết trở lại chúng ta đừng có cố thở không nhập và sẽ thất bại và hai làm cho tăng nguy cơ tỷ lệ tử vong rất cao. Đấy. Trong trường hợp mà viêm phổi ARS mà do virus thì do H1N1 thì thông khí nhân tạo không xâm nhập thì không thể được coi là điều trị lựa chọn. Vì sao? Vì nó nguy cơ gì phát tán virus ra môi trường bên ngoài. Nhưng chỉ được lựa chọn trong trường hợp nào? Trong trường hợp mà chúng ta thì có thể sử dụng trong trường hợp khi mà chuẩn bị tốt, chuẩn bị tổn thương khi mà chúng ta kiểm soát được môi trường chặt chẽ và theo dõi chặt chẽ, tức là chúng ở bệnh nhân phải ở trong phòng cách ly thì kiểm soát được môi trường và kiểm soát theo dõi chặt chẽ được bệnh nhân thì chúng ta mới cho bệnh nhân thở không nhập, còn không chúng ta chủ động thở xâm nhập cho bệnh nhân vì nó phát tán cái virus ra môi trường. Đối với bệnh nhân mà có đợt cấp tính của lao phổi thì cũng thế, sử dụng cũng phải cẩn thận, mặc dù nó không nặng nề như trong H11 nhưng cũng phải cẩn thận vì nó lây truyền vi khuẩn lao, có biện pháp phòng ngừa kiểm soát nhiễm trùng hiệu quả để ngăn ngừa lây truyền qua thông không khí. Về áp dụng của thở không nhập thì chúng ta phải dựa vào gì nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của bệnh, cái hai là nỗ lực hô hấp của bệnh nhân, cái ba là sự quen thuộc và kinh nghiệm của người vận hành máy thở và nên sử dụng trigger dòng thay vì trigger áp lực vì nó sự đồng bộ đồng thì của máy thở với bệnh nhân tốt hơn, đặc biệt là những nhân COPD khi sử sử dụng trigger dòng ấy, thì đã được chứng minh là có giảm otopic của bệnh nhân được cấp COPD. Về quản lý thở máy không nhập đối bệnh nhân thì nên giải thích cho bệnh nhân để bệnh nhân hợp tác. Hai là những cái thuốc an thần thì có thể được sử dụng nhưng với sự giám sát chặt chẽ và chỉ trong đơn vị hồi sức cực và có sự theo dõi các dấu hiệu thất bại của thông khí không xâm nhập. Chứ không phải là bệnh nhân thở không nhập chúng ta không được sử dụng. Chúng ta phải cân nhắc kỹ có thể được sử dụng như phải để theo dõi sát bệnh nhân. Về quản lý về mặt thiết bị thì nên sử dụng máy thở di động có mốt thở bilevel hoặc là máy thở có chế độ thông khí không xâm nhập. Thì hai loại máy thở trên đều có hiệu quả như nhau trong giảm công hấp, giảm tần số thở và giảm CO2 máu. Hiện tại thì mặt nạ mũi miệng được ưu tiên lựa chọn khi thở không nhập hơn cho những bệnh nhân suy hấp cấp. Vì sao? Vì bệnh nhân thì không phải bệnh nhân nào cũng đảm bảo há miệng đảm bảo kín miệng bệnh nhân, do đó chúng ta sở mắt mũi miệng thì nó sẽ đảm bảo gì khí nó không bị dò ra ngoài.
về khi nào thì cai thở máy không nhập trợ nhân thì có thể thực hiện bằng cách tiếp cận dựa trên các tiêu chuẩn của đơn vị, là mỗi đơn vị người ta có thể đưa ra một những cái yếu tố hay là một cái số để cai thở máy khác nhau. Nhưng nhìn chung là gì, chúng ta phải dựa vào gì, khí máu, tức là pH máu để trên 7,35 và FO2 trên 90, tần số thở dưới 5 và tần số tim dưới 120, và huyết áp tâm thu phải trên 190, và những dấu hiệu về bệnh hô hấp thì như không xuất hiện. Đấy là những cái gọi là khuyến cáo. Tuy nhiên mỗi một cái đơn vị sẽ có một cái khuyến cáo nó để an toàn cho bệnh nhân hơn. Về chiến lược cai thở máy, về chiến lược cai máy cho bệnh nhân thở máy không nhập thì có thể giảm từng bước của thời gian thông khí tạo cho trong một ngày. Bệnh nhân thở 8 16 tiếng sau ngày ngày do 16 tiếng thở và 8 tiếng dừng, ngày hôm sau thì rút xuống còn 12 tiếng ạ. Đấy, chúng ta có chiến lược rõ ràng như thế. Và cái thời gian thở thì có thể khác nhau, có thể 2 3 ngày, tùy bệnh nhân, có thể 2 3 ngày chúng ta giảm một lần, hoặc có bệnh nhân thì giảm hàng ngày. Cái thứ hai là gì? Giảm cái mức hỗ trợ áp lực. Thì giảm mức hỗ trợ áp lực tùy theo thì mỗi bệnh nhân chúng ta thể giảm 1 xăng nước hoặc 2 xăng nước trong 6 tiếng đến 8 tiếng hoặc 12 tiếng, tùy theo cái đáp ứng của nhân khi chúng ta giảm xuống. Nếu bệnh nhân có đáp ứng thì chúng ta tiếp tục giảm. Còn nếu bệnh nhân không đáp ứng thì chúng ta phải giữ nguyên, hoặc là chúng ta giảm mức độ thấp hơn. Chẳng hạn như cái áp lực hỗ trợ giảm mỗi lần 1 xăng nước chẳng hạn. Thời gian có thể hàng một ngày chúng ta giảm lần. Đấy là mỗi một cá thể chúng ta phải chú ý cụ thể đối với bệnh nhân, là bệnh nhân có đảm bảo được gì, thông khí phế nang không, có đảm bảo được tần số thở trong giá trị cho phép không thì ta mới tiến hành cai thở máy cho bệnh nhân. Và cái ba thì chúng ta phải có thể bỏ máy ngay sau khi mà tình trạng nhân ổn định. Về thông khí nhân tạo không nhập thì người ta bây giờ chúng ta đang đưa ra một số cái mốt mới, nhưng hiện tại thì chưa thấy có cái máy nào có, như chẳng hạn như là một cái mốt thở thông tạo mà hỗ trợ áp lực mà đảm bảo thể tích trung bình, hay là thông khí nhân tạo hỗ trợ áp lực đảm bảo thể tích thông minh. Đấy, đấy là những cái mốt thở mới, nhưng mà hiện tại thì những cái mốt thở chưa thấy, chúng ta chưa thấy có tích hợp trong các cái máy thở không nhập hoặc máy thở cả xâm nhập cả không nhập. Khi nào có thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về các mốt thở này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và các bạn mà có cái câu hỏi nào thì chúng ta cùng thảo luận. Xin cảm ơn.